Thank you.
tiết sôm ăn mô tâm y lần thì đòn á mạnh nhúc đòn ca vô không cứ tẹo tôn từ nâng nẹ sạc xa này khang à nà chắc bây giờ mình bán sạc xa bật tình trạng tết liều hơi nâng miền ca vô không chả hơn nè khá tha bộ phút ạ thma này dùng chẳng hắn à nhúc vô không chẳng ai tăng bộ phân tức nè khá kết tha bộ phút miền bộ phút đó về dương ảnh bán sạc xa bụt tạch chắc hay cả lại những dương ảnh bán vị thiết dương chưa kê thả bộ phút miền bộ phút cao đại bộ ông miền bộ phút bộ ông ở toàn bộ tế nhóm á dương sạc xa bớt bộ ông nơi chiếm bệnh dạy thuật nơi chiếm bộ khô chiếm cử điều viết nè trung trông tiết khó mà đại cả nóng bộ ông nơi chiếm bệnh dạy thuật ở toàn bán chanh bộ tế đó về bộ ông chanh được vô bán trạch chiếm bộ phút tiền hói bộ ông lên miền bộ phút này tiền hói nơi cả lại nâng nơi miền ca bật trang bật tư đòi cho đó nè chê khang hà nà chắc vô không cả lại nâng chân mà tự lập ở quênh hà ở dương không bằng sạc xa riêng sâu toàn dương nâng mê dương hà cho riêng chạm mình thà mê mình thà chắc mình thà bọc mình thà sợi tê mùi tiết nè khá tháng mà nụ sợi căn sập hơi thô riêng sập hơi thô bàn tê khá bạp chân từ tiết chân bàn chìa nìa sợi sợi chồng chạy khó có mình hiến tới căn sập hơi thô anh nói với chị rương ca vô thọc môi đa dịch nhau chẳng ca riêng sâu rương thọ an ý ọt miên bạc căn thật mê chắc sợi bọc đi nhưng ta không bằng riêng được ọt nì thôi môi tiết mà lương là ngầm bì nà nơi khăn ông ngầm bì bà sâu đài miên sập đài nơi khăn ông bài đọc thầm mai dưỡng lê mập hay bầm bấy tập bò hà chiêng nhầm ná tập bò hà sập chiêng nâng cư miên sập đài ngầm bì thò đại phương ai mà nó khai nâu tâm đại nhầm bì thò non ai mà nó là o bà xa không phu tâm đại nhầm bì mà nó đại biên nơi chùm này trẻ đắng cứ bỏ ông lương tức chất xa xa ở thà nè đại biên chùm này được chi nè đại bán sạc xa riêng sốt biên chùm này trẻ đắng tràn tiàng này phút tạch chạc tiàng này hà nà chạc ở đây nâng cứ bỏ ông lô tâm đại nhầm bì thiếp chỉ nhận trẻ đăng nâng mình mến đòi xa trọc khâu mình mến đòi xa phu gì mình mến đòi xa dương cao trong trọc khâu nẹ trô thì ta mau bị phu nâng trô riêng mình trẻ riêng mình cao phu nâng chỉ phu là ngôn riêng mình trẻ mến chỉ phu nhạc ra dây ọt đi rồi xa mà xa phút bảo ông xa đại anh hà cầm mang vị trí chật theo mô chắc xây lắng chi vị tạc một tầm mắng ê tê nà mạch chá sợ chân tê nà cô tê nà thần lê nà huy một cuốn tầng ọc nông lôn nâng hơi tầm miên thò buôn một cuốn nông là o và sao à thò buôn tì mùi ê chế nhiệt nông nà cứ cằm cằm là nông tì nít cằm mẹ ấn cứ ổng bơ ổng bơ là o ổng bơ chia cổ sao hơi tì dương phơ ổng bơ là o chá hơn ông bơ chia cổ xa là ông bơ chia bởi giáo chúng ta luôn ai đừng nhẹ vào tay nâng lại nâu ấy ruột nơi không dừng công nâng là o và xa ấy nâng tìm mùi và to mà tiết vị trí vị trí nâng cứ vị trí phần lốt vị trí phần thò cả nà bởi dương viên chùm này chạy đăng thớ dương tư cả lại ná có ai tình châm luôn bàn đây ai tầm miên chùm này vị trí nâng phật bật gọt cụ bây chạy tạch bây chân cái đấy bằng tay xong mà chạy nâng ai bật gọt nhiệt nhung sắc xa mơ bị phục vụt bệnh bà rộng bà phô thị sát bà ông từ riêng cho mùi nâng hạt cha tì xa bà máu con sắc chẳng ốc pram rồi nè bệnh bà rộng bà phô thị sát là ngông chiêng kì riêng ọt chè sọc con tái ốc xà đăng con cừu tọp con cừu bà mrao tất cả đau tất cả chia đo cừu đó là cừu gần thư nháy con sắc chẳng ốc bàn tà mùi nâng chân bàn chiêng kì hai riêng bàn chè chẳng tới là không bằng chùm rồi nhỏ con sân nâng riêng nói to là trẻ tu gì trẻ ban mà mắt đi mắt mà kia tha cái đấy ai chỉ chăm chi vật bàn chẳng bảo ông lúc tầm đại nhỏ không bằng riêng cơ hội cha nâng bằng riêng nói không bằng riêng bằng riêng ta đá lại tầm tinh xa chọc xa lang rộp rồi đoàn tới và chạm tầm tầm tiên ta hỏi tầm tinh hỏi sâu nơi bà kia tha nhật nhôm nà nhiệt nhôm phòm chạy hai nhà phải có phí thò mà bót bàn đăng hai nhiệt nhôm đấy thà khẹt đề sẽ cần cà rò nắng à hàng bề tế chiên ở mi ai phô thì sát ông tình tinh to tại chạm hay chạy ta có năng nhiệt nhôm sốt chua không chất ông tê của sốt rồi tùm bây tật đê những câu bỏ mơ sốt này
ពមើសូនថកទេសិកទេសិកកង្ការណាអហង្វេតាំងជានិមិជានិមិចឹងទៅដល់ឲ្យយកនឹងទៅទេនៅទេអ្នកភូមិគេចឹងទៅស្រាប់តែបរិជានឹងចេញអំពីព្រះនគរទៅសង្កេតមើលទៅពិនិត្យមើលតើបញ្ជាជននឹងមាននិយាយរឿងមិនល្អពីបរិជាអត់ចុកទៅអង្កេតផ្ទាល់ ដល់ពេលចុះទៅដល់ស្រាប់តែពួកចៅហ្នឹងទៅលួចគាត់ផ្ទះអ្នកភូមិហ្នឹងដល់ពេលទៅលួចចឹងទៅសពរំពោធិសត្វហ្នឹងក៏មើលថាកដេសិកកង្ការណាហាងពេលតាំងជានិមិជានិមិចហ្នឹងពួកចៅថាយីគេដឹងហើយយើងមិនបានទេនាំគ្នារត់ទៅអស់ទៅបរិជាស្ដាប់លឺគាថាហ្នឹងស្អែកឡើងហើយអាមាត្រហ្នឹងទៅផ្ទះអ្នកបំរើទៅផ្ទះដែលចៅខ្លួនគាត់ហ្នឹងទៅជួយបរោះហ្នឹងមកឲ្យទៅយកបរោះហ្នឹង ដែលចេះមុនគៀនថានឹងមកសុំពង្រៀនឲ្យព្រះបរិជាចង់ចេះគៀនថានឹងទៅសុំមកអញ្ចឹងប្រពោធិសត្វថាបរិជាចង់ចេះបរិជាត្រូវតាំងអង្គុយស្មើគ្នាជាមួយទូលព្រះបង្គំទៅបរិជាបានក៏ព្រមអង្គុយស្មើទៅបរិជាចេះស្រាប់តែគណៈពេលនោះឯងមានអាមាត្រមួយមានចិត្តក្បត់ចង់ជ្រែករៀបចង់ធ្វើគុតបរិជានឹងដើម្បីឡើងសោយរាជ្យខ្លួនឯង ក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងស្មានប្រកេះស្មានប្រកេះហ្នឹងអ្នកកោសក់អ្នកកោពុកមាត់ពុកចង្ការឲ្យបរិជាញោមទៅនិយាយថាថ្ងៃដែលកោពុកមាត់ពុកចង្ការកោសក់ឲ្យបរិជាអ្នកឯងត្រូវសំលៀកក្បិតឲ្យមុតហើយកាត់កោបរិជាដាច់ទៅយើងឡើងធ្វើជាស្ដាច់គ្រប់គ្រងផែនដីអ្នកឯងធ្វើជារាជអាមាត្ររបស់ហ្នឹងព្រមអញ្ចឹងយកក្បិតដល់ថ្ងៃកាត់សក់ឲ្យបរិជាហ្នឹងបរិជាហ្នឹងឡើង ទៅកាត់កោអញ្ចឹងទៅស្រាប់បរិជានឹងលោកនឹកឃើញគាថានឹងលោកក៏សោតកោអញ្ចឹងទៅជាងកាត់សក់នឹងនឹកឃើញនឹងក្នុងចិត្តថាកាត់កោបរិជានឹងដាច់ឥឡូវហ្នឹងគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអញុំស្រាប់បរិជានឹកឃើញគាថាដែលព្រះបរមពោធិសត្វបង្រៀននឹងក៏សោតថាខតេសិខតេសិកង្ការណាអហង្វេតាំងជានិមិជានិមិចអ្នកឯងធ្វើអីក៏យើងដឹងដែរមានន័យអញ្ចឹងអញុំបរិជាសោតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តា បរោះនឹងធ្លាក់កបិតប្រើងទៅលើដីអញ្ចឹងទៅបរិជាថាអ្នកឯងមានរឿងអីបានជាធ្លាក់កបិតពីដៃនឹងអ្នកឯងគិតអាក្រក់លើយើងអញ្ចឹងចង់ធ្វើគុតយើងមែនព្រោះអ្នកឯងចង់រួចខ្លួនប្រាប់បានប្រាប់ថាមានមែនព្រះអង្គបានមែនទូបង្គំចិត្តចង់ខ្លួនឯងទេគឺរាជអាមាត្រទេចង់ឲ្យទូព្រះបង្គំធ្វើគុតព្រះអង្គដើម្បីឲ្យលោកនោះឡើងធ្វើជាស្ដេចផែនដីហើយទូព្រះបង្គំនឹងធ្វើជារាជអាមាត្រ បានបរិជាដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅបរិជាមិនដាក់ទោសទេគ្រាន់តែមានរទេសអាមាតដែលចង់ធ្វើគុតព្រះអង្គនឹងឲ្យទៅរស់នៅឯជឿនបតដាច់ស្រយ៉ាលអញ្ចឹងទៅនឹងបង្គំតែចេះមុននឹងត្រូវស្លាប់បាត់អញ្ចឹងចង់លើកទឹកចិត្តថាចេះអីចេះប្រកបតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងវិជានឹងសំខាន់ណាស់ចេះទាំងពីរចេះទាំងវិជាផ្លូវលោកវិជាផ្លូវធម៌ហ្នឹងទី1កម្មប្រព្រឹត្តល្អខ្ញុំណាហើយទី2ហ្នឹងវិជា ហើយមួយទៀតកម្មមកវិជ្ជាជាធម្មមកចាស់ទី3ធម៌ខ្ញុំមានធម៌ក្នុងខ្លួនឯងធម៌មេអញ្ញញោមធម៌ហ្នឹងគឺអីគឺសិល5កាលណាបើញាតិញោមមានសិល5មានមេត្តាធម៌មានអធិស្ស្រ័យល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមានភាតរៈភាពការចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអត់ឈ្លោះគ្នាទេមានសាមគ្គីមានសេចក្តីសុខល្អហ្នឹងសាមគ្គីក្នុងសង្គមគ្រួសារក្នុងសហគមន៍រហូតដល់ក្នុងប្រទេសជាតិ តែរាល់ថ្ងៃដោយសារអីបានជាយើងចេះតែឈ្លោះគ្នាបែកជាបាក់បែកជាពួកមកពីយើងអត់មានធម៌ក្នុងខ្លួនតែអត់មានធម៌ក្នុងខ្លួនអត់មានមេត្តាក្នុងខ្លួនអត់មានអធិស្ស្រ័យល្អដល់គ្នានឹងគ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នានឹងធម៌ទី3កម្មង្វិជ្ជាជាធម្មោចៈទី1មានកម្មទី2មានវិជ្ជាវិជ្ជានឹងគឺសុខវិជ្ជាទៀតបើមានទុក្ខវិជ្ជាមានទុក្ខហើយអ្នកមានបុគ្គលពីរទោះជាមានចំណេះចេះដឹងពិតប្រាកដក៏ដោយ ក៏មិនបានយកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិដែរមានតែបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមានតែទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃនឹងសម្រាប់បុគ្គលពីរដែលមានចំណេះចេះដឹងក៏មិនមែនយកទៅជួយអ្នកដទៃទេគឺដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអ្នកដែលប្រើវិជ្ជាខុសសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដែររៀនចេះពីគ្រូអាចារ្យទៅជំនាញស្ទាត់គ្រប់គ្រោះញាតិញោម រៀនចេះពីគ្រូអាចារ្យទៅជំនាញស្ទាត់គ្រប់គ្រោះស្ទាត់ទៅលើស្លឹកឈើចេញរូបចាបចេញរូបព្រាបចេញរូបដំរីចេញរូបសត្វអីផ្សេងផ្សេងប្រកែស្ទាត់គ្រប់គ្រោះមែនទែនជំនាញណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្រូផ្ដាំថាបើអ្នកចង់សាកមុនវិជ្ជានឹងកុំទៅសាកជាមួយនឹងនរណាដែលមាន
អ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាដល់ពេលគិតទៅឃើញព្រះអរហន្តលោកនិមន្តបណ្ឌបាទគិតថាអូប្រសងអត់មានម៉ែអត់មានឪអត់មានផ្ទះសំបានទេអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងចង់សាកប្រសងហ្មងទាត់ក្របគ្រោះទៅឃើញលោកនិមន្តបណ្ឌបាទហ្នឹងក៏ទាត់ទៅធ្លាយចេញពីត្រជាមកខាងទៅត្រជាមកខាងទៀតលោកក៏ប្រគួតបរិនិព្វានពេលនោះទៅព្រះអរហន្តលោកមានទៅខ្លាចស្លាប់អីញោមដល់ពេលលោកស្លាប់ទៅលោកសគត់ទៅលោកទៅចូលនិព្វានទៅបរោះនឹងធ្លាក់នរកមហាអវជ័យទៅនឹងនិយាយអំពីវិជ្ជាអ្នកចេះដែរប៉ុន្តែជាអ្នកចេះនៅទុកវិជ្ជាយកទៅប្រើខុសវិជ្ជានឹងមាននៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលពីលប្រៀបបីដូចជាមានឆ្នាំពឹសនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងមិនមែនបំរើប្រយោជន៍សង្គមជាតិទេមានតែបំផ្លាញអ្នកដទៃអានឹងទី3ធរញោមណាហើយដល់ពេលទី4គឺសិលមានសិលធរគឺសំដៅដល់អបច្ចាយណាចាចេះគោរពឲ្យលំទូនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទៅយើងគោរពគេគេគោរពយើងទៅបានសុខហើយឲ្យតែរស់នៅចេះគោរពសិនគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងធរទាំងឡាយ4នាំឲ្យមនុស្សល្អប្រសើរមិនមែនល្អប្រសើរពងពោះដោយសារកោតដោយសារកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានត្រកូលអ្នកប្រាជ្ញត្រកូលអ្នកថោកទាបទេឲ្យតែមានធរ4ក្នុងខ្លួនព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជាបុគ្គលល្អប្រសើរពងពោះជាបុគ្គលមានសំណាងក្នុងលោកទី1មានប្រមាននៅកម្មគឺប្រពត្តនៅតែអំពើល្អអំពើសុចរិតត្រឹមត្រូវទី2មានវិជ្ជាគឺសុវិជ្ជាទី3មានធម៌ក្នុងខ្លួនទី4មានសល់សូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំប្រគេនទូនទីចាស់គ្រូមហារិញជ្រុលមកបន្តិចតាមអីទៅខ្ញុំបង11កន្លះចាប់ឆាន់ក៏បានដែរកណាសូមអរគុណ